Sáng ngày 30 tháng 8, Thường trực Huyện ủy Tuyên Hóa đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy thị trấn Đồng Lê về tình hình kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm 2023. Đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc. Triển khai nhiệm vụ 8 tháng đầu năm 2023 trong điều kiện có nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen, song cấp ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể thị trấn đã nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước đạt 280 tỷ đồng, đạt 80,6% kế hoạch. Giá trị sản xuất dịch vụ thương mại đạt 573 tỷ đồng, đạt 73,8% kế hoạch. Tổng diện tích gieo trồng vụ đông xuân và hè thu là 103,3 ha, đạt 111% kế hoạch. Năng suất các loại cây trồng đạt khá. Thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 11,5 tỷ đồng, đạt 139,9% kế hoạch năm. Tỷ lệ giải ngân vốn xây dựng cơ bản ước đạt 50,5% kế hoạch. Văn hóa xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị luôn được cấp ủy thị trấn đến các chi bộ chú trọng. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, mừng Đảng, mừng xuân, các ngày lễ lớn của quê hương đất nước. Đã hoàn thành công tác rà soát quy hoạch các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2025-2030 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ 2026-2031. Quan tâm công tác phát triển đảng viên, tổ chức lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho 16 đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát, công tác dân vận của Đảng được tăng cường. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ các nội dung liên quan đến công tác quản lý đất đai, xử lý các trường hợp vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, các trường hợp vi phạm giấy phép xây dựng, giải quyết các thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai, tiến độ các công trình xây dựng cơ bản tại các trường học trên địa bàn, lĩnh vực quy hoạch đô thị, lộ trình xây dựng đô thị văn minh, công tác phát triển đảng viên, tinh thần, thái độ thực thi công vụ của một số cán bộ, công chức. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà thị trấn Đồng Lê đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí làm rõ thêm một số nội dung quan trọng được đề cập tại hội nghị. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị thời gian tới, Đảng ủy thị trấn cần rà soát lại quy chế làm việc của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn, phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng ủy thị trấn thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Tiếp tục rà soát, đánh giá lại mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ. Chú trọng công tác quy hoạch đô thị, đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, góp phần đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình trọng điểm của huyện. Đảng ủy thị trấn cần tiếp tục nỗ lực, đoàn kết hơn nữa để xây dựng thị trấn Đồng Lê xứng tầm trung tâm hành chính, kinh tế của huyện Tuyên Hóa.